Hello, mình là Hùng Kaiju 1m2. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua app Free Fire thử một máy kim cương giá rẻ, có thể đến ngay với songakira.vn, đảm bảo uy tín, chất lượng và tự động 100% với đủ các loại vòng quay các kiểu, có đa điều và có tỷ lệ trúng được ngay cả chủ shop đẹp trai cái gì đó dài 1m2 thì các bạn tự biết nha. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại ở channel Hùng Akira của mình. Và mình là Hùng đây. Không phải con này mà mình là Hùng cơ. Thì trước khi vào reaction TikTok với nhau thì mình xin thông báo là nick Facebook Trần Mạnh Mạnh Hùng của mình đã được lấy lại rồi các bạn nhá. Nên các bạn yên tâm là không sợ bị lừa đảo đâu nha các bạn nha. Trời ơi, mấy ngày mất Facebook tôi lo vãi đái à các bạn ạ. Tôi hay gửi video sẽ gầy à. Ý mình là mình đôi khi mình có một số những cái thông tin nó kiểu cá nhân, bí mật và nhạy cảm ấy. Lỡ đâu mà thằng hacker nó thấy sao? Nhưng mà may nó không lấy được là tốt rồi và nó không thấy được là tốt rồi các bạn ạ. Thôi, ra sẽ cùng đi xem TikTok cùng Hùng Akiki các bạn nhé. Nhưng mà thủ tục trước khi xem video để làm gì nhờ? Chúng ta phải like các bạn. Lần trước các bạn kêu bảo là anh ơi bấm nút like bằng chân dễ quá. Tôi đố các bạn bấm được bằng mũi ấy. Bạn nào thử dùng điện thoại bấm bằng like bằng mũi xem nào, xem bao nhiêu bạn bấm được bằng mũi. Nghe thiên hạ đồn là mũi nó không nhận ở trong điện thoại đâu các bạn ạ. Thế ra tôi nói đùa đấy các bạn ạ, nó vẫn nhạy. Ý tôi là tôi câu like trả hình đấy. Nào chúng ta cùng đi xem video bên trên trước các bạn nha, xong mới xem video bên dưới nha. Con gái như ngọt ngào, đúng rồi, dáng đi kiêu sa, cặp đôi mắt phải điệu đà, tính em thiệt tha, chất phát không điều hòa, nếu ai thương. Ui, vậy đây là một video nó cũng nôm na là tổng hợp tất cả những cái đồ hiệu mà anh làm giống như Ngọc Trinh từ trước giờ luôn hả? Trời ơi, chất chơi thực sự luôn, bán cả trứng gà, xong bánh mì, xong rồi là cả lon bia các thứ luôn, đỉnh cao. Còn một đây rồi. Mìn chập chen. Hung thủ sắp ra tay kìa. Đừng lo. Mìn chập chen, khi phát nổ sẽ khiến đối phương chập mạch 2 phút. Wow. Ngắm nách chưa? Tôi thích này nách chua. Đưa nách người phát. Ảo ma Alibaba. Đang làm gì đấy? Ảo ma Alibaba. Lên phòng gặt tiếp nhá. Nóng quá. Cắt tóc đi cho mát. Hôm nay anh bao. Xếp chắc chưa? Chắc ông già mày. Nhanh. Cắt cho Kiều. Nhìn phát biết ngoan hiền. Ngoan hiền à? Ok nhất luôn. Học sinh ngoan. Học sinh ngoan. Học sinh ngoan. Sau đi come back là một học sinh ngoan. Ôi giời. Tóc tay kiểu gì đó. Ok. Tôi có thể cắt tóc đâu. Không biết là cái này nó là mìn chập chang và nó có tác dụng của nó cụ thể là như nào, mình chỉ biết sơ qua về phim thôi. Nhưng mình chắc chắn là cái quả mìn này nó mang một cái ý nghĩa cực kỳ là sâu đậm, nó kiểu ý nghĩa cực kỳ là to lớn luôn đấy. Các bạn biết là gì không? Quả mìn này đã cho chúng ta thấy được đó là tác hại của ma túy các bạn ạ. Đừng bao giờ chơi đồ dù chỉ một lần các bạn nhá. Đập đá xong là phê là các bạn sẽ như trong phim ấy. Nên là các bạn nên là không nên chơi thử dù chỉ một lần. Ý nghĩa thực sự. Tôi bảo cô đi giặt áo. Cô mỗi cái việc nhỏ con đấy mà bà không làm được à? Này giả làm người giúp việc để thử lòng con dâu. Nhà của em nhá. Cô Vân cũng phải giúp việc của em. Em đừng có vô ý thức như thế. Anh Tuấn ấy, coi em như là em gái. Thế nên cái nhà này của anh Tuấn cũng okay. Là nhà của em. Giúp okay. Việc của anh Tuấn cũng là giúp việc của em. Ok. Chứ không biết rằng em quá hồn nhiên vô tư hay là quá vô duyên nữa. Nhưng mà ấy, cái váy em đang mặc là của người yêu chị tặng cho chị đấy. Em đi cởi ra đi. Cởi thì cởi. Làm gì mà căng. Ê, chị ơi, đừng vào phòng thay đồ, cởi luôn ngay trước mặt, dằn mặt luôn chị. Cởi luôn chị. Giật chơi là phải cởi ngay trước mặt luôn. Ý, còn vào phòng thay đồ nữa, thế là không phải dẫn chơi rồi. Cô, ngồi lên đi. Dẫn chơi là tôi lúc đang chửi nhau, bố mẹ bực mình, bố mẹ cởi luôn được. Gặp phải con gái nó tài quái như thế. Thế, có phải là những cái đứa mà, những cái mi đấy, là gọi là em gái mưa phải không cô? Mà... có họ hàng thân thiết gì đâu mà gọi là em gái nhở? Cô tinh ý đấy. Lần này cháu phải làm cho ra nhẽ chuyện này mới được. Thôi, cháu với bác đi nấu cơm đi. Hôm nay mẹ anh Tuấn về đây. Lần đầu cháu gặp, cháu hồi hộp quá. Ô, thế cô chưa gặp mẹ Tuấn bao giờ à? Cháu chưa gặp bao giờ cô ạ. Mẹ anh là cô giúp việc này luôn đúng không? Bây giờ mới về đây, nên cháu mới có cơ hội để gặp. Cô cất hộ cháu món quà này nhá. Lát nữa, cháu tặng mẹ anh ý. Để tôi cất cho cô. Ui, con dâu thế giới đây rồi. Tất cả đồ ăn trên bàn này là do tôi nấu, nghe chưa? Sao
người lớn chưa đến mà cô đã ăn. Ăn nấu gì mà mặn chát đấy. Tôi thấy bình thường mà. Bạn đâu? Bình thường á? Bạn thử ăn xem có bình thường không. Hả? Ăn thử xem có bình thường không. Bà ăn đi. Vâng ơi. Cái này có ngọt không? Có phải để trên kệ không? Đúng rồi. Này, đừng có ngọt bếp xem chuyện gì đấy. Ôi, chết rồi. Cô ơi, sao cái váy của cháu lại rách tả tơi như thế này? Chị ơi, chị mắt em thấy nhá, bà ta sẽ rách váy của chị đấy. Như thế này là như nào hả cô? Không sao đâu, coi như cô nhận tấm lòng của cháu rồi. Cô... Ơ, thế cô là... Cô thật là xấu xa. Tôi không nghĩ cô lại xấu xa như thế đâu. Ơ, xé có thấy váy rách đâu. Tám giả làm người giúp việc, cho nên cô đã tìm được cô con dâu đích thực rồi. Mẹ ơi, mẹ rồi. Quả ngã cực kỳ là thật chân luôn thầy, không một chút giả chân. Và điều đấy không quan trọng bằng việc là không thấy chữ phần 1 nhưng vẫn là hết phần 1 mẹ cuộc sống. Ui các bạn ạ, sau khi vào trong kênh này thì tôi nhận ra một điều là đéo có cái phần 2 ở đâu cả các bạn ạ. Một video nữa vào bộ sưu tập những câu chuyện không bao giờ có phần 2 ở trên TikTok các bạn nhá. Tôi sợ hãi TikTok quá rồi. Em uống sữa đi. Dạ, cảm ơn. Có thích uống sữa Milo, Milo, Milo. Có. Em mình dạ, xin bao nhiêu? Dạ em 209. Ăn sáng chưa? Dạ rồi. Mẹ mẹ chở em đi hả? Dạ. Em xin mẹ đi làm tóc hay là mẹ em muốn chở em đi làm tóc? Hay là 9. Hôm nay em muốn làm gì đấy? Cô Tè nha. Dạ em muốn nối like. Nối like. Em còn muốn lộ nhiều không? Nối like là cái gì? Tại vì mình đang còn nhỏ đúng không? Dạ. Thì chị sẽ nối cái viền bên trong vào cho em nhé. Dạ. Khi mà em hấp lên trước ấy, thì sẽ nhìn thấy nha. Còn nếu mà đi học mà không muốn để thầy cô thấy ấy, thì em bỏ tóc ra phía sau hoặc là em cột tóc lên ha. Dạ. Thì tí chị sẽ nhuộm màu cái like này, chị nghĩ là sẽ nhuộm màu khói không? Dạ. Màu kiểu khói trắng trắng nhá. Bây giờ chị sẽ bắt đầu làm cho em luôn nhá. Em ơi, ban đầu anh chỉ thấy em cute thôi chứ bây giờ anh thấy em chuyển sang bộ môn nó gọi là xinh rồi đấy. Này 2K9 thì cũng cách em có 9 tuổi thôi, anh đợi em lớn nhá. Năm nữa là em lớn bằng anh rồi thì anh vẫn tầm 30 tuổi mà, ok nhá. Đứng lại. Sao đỏ đây, ở vũ trụ này đeo phải mặc kimono. Ủa là sao? Kimono là đồ của giặt. Kimono theo một cách nè sẽ lấy cảm hứng từ Nhật Bản. Là đồng phục ở đây thì phải. Đợi có 3 phút. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get Stile của cái vũ trụ Zune ZX này nó dị dị nhở. Tôi chưa thấy Stile này ngoài đời bao giờ thật. Tôi thấy các bạn ơi, mình đang đi từ đoạn này ra và tự dưng có con chạch chạch nhảy ra. Đúng là mình mẹ phải phi vào trong bụi chuối thật đơn thật. Lại thêm con nữa. X2 niềm vui, X2 niềm vui. Ôi, con này dập chuối rồi. Cảm giác ban đầu gặp một con là nó hơi kiểu nó tim nó hơi nhảy ra khỏi người thôi, nhưng mà vẫn cảm giác có thể chạy được. Chứ gặp con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư là cảm giác no hope rồi. Những sự trùng hợp đến khó tin và không phải ai cũng có may mắn để chứng kiến. Phần 2. Đâu? Hẳn chú chuồn chuồn kia nhận ra đồng loại nên lập tức bay đến bám vào chân con người. Tôi không hề biết con mèo cưng của tôi lén đi đóng quảng cáo đấy. À đủ. Xem các trang báo cũng liên tục nhắc nhở tôi, đây không phải là sự trùng hợp kìa.
Có phải bốn chị em sinh tư không nhỉ? Đi xe buýt mà hoa cả mắt. Ôi, trông giống đã vẽ lên một đường màu trắng ngang thân chú chó. Hả? Chẳng ai có thể cưỡng lại được cây kem ngon lành cả. Bên trái là ảnh tôi chụp lúc nhỏ ở Mỹ. Còn bên phải là vợ tôi, bé gái mặc áo hai dây chụp tại quê nhà Hàn Quốc. Ôi, chụp áo luôn ạ. Không phải ai cũng có thể làm trái bóng mắc kẹt trong khoảng hồng trên cây vật thế kia đâu. Nhìn xem đôi chân của tôi hòa với thảm lót sàn là một rồi này. Những sự trùng hợp đến... Em thấy nó bình thường nha, không trùng hợp cho lắm. Ờ, mẹ ơi, tí thì bạn con vào rủ con đi chơi, mẹ cho con đi chơi nhá. Nó là con nhà ai, có tóc xanh màu đỏ không? Không, mẹ yên tâm, nó ăn mặc tử tế với ngoan á. Đúng. Em tóc xanh chứ, em tóc xanh, chị đừng có đuổi em nhá, thề em tóc xanh. 9 giờ là phải về đấy. Vâng. À. Lô. Ra đi. Mày đâu đấy? Đây. Ui giời. Mày xô à? Mẹ ăn mặc cái này mẹ tao mà nhìn thấy đi cả lu đấy. Sao? Sợ gì? Khờ. Mẹ không cho đi ư? Để tao vào tao xin nhá. Ui, thôi thôi. Cút nhá. Và xong là cút luôn cả hai. Thầy làm gì mà lâu ấy nhỉ? Ui, tôi xong rồi. Pha bẻ cua tốc độ mấy lìn ạ. Tao xem bạn mày lại. Mày làm gì mà để mẹ tao biết thế á? Gì ai biết đâu. Thay bộ này vào nhanh lên. Thay làm gì á? Rồi xong rồi, chổi tho đến rồi. À, tôi biết quảng cáo cái gì rồi. Quảng cáo đồ của Yodi. Lần sau đi cắt guốc ấy phải thẳng cái lưng lên hiểu không? Phải cong như con tôm ấy. Đây, áo Yodi là nó phải khác. Ơ, chào chào cô ạ. Ừ, đi đâu thì cứ đi nha. Dạ vâng ạ. Con chào mẹ. Mày thế. Tí toàn. Quần áo Yodi mặc chiến phết nhỉ. Nhoi, nó chả chiến. Vải làm từ bã cà phê đấy. Được, để nào tôi mua thử vải làm từ bã cà phê á, là như nào. Con mồi tới kìa. Cháu sợ lắm. Kỳ án bóc lột. Ra đi. Cháu không sao chứ? Dạ, sao? Cháu bán hàng rong à? Dạ, cô cháu mất sớm, mẹ bệnh nặng. Khổ, để cô mua hết. Thừa cô cho. Cháu cảm ơn. Sao ít thế này? Phạt, tối nay cho nó nhịn cơm. Thêm 50 giờ cho nhớ. Đi. Chú ơi, tha cho con. Chú ơi, mua cho cháu. Bố cho mắt, mẹ thì bệnh nặng. Cảm ơn chú. Khổ thân cô bé. Tay có nhiều vết bầm do bạo hành. Mắt sưng do khóc nhiều. Bị ép đi bán hàng rong. Đi giải cứu cô bé thôi. Thám tử xê lốc huy. Chiều không bán hết hàng, đừng có trách. Hình như mưa sếp à. Ú, khấm. Khẽ mồm cũng lộ. Thả cô bé ra. Trời ơi. Thôi. Lên phương. Nhảy cái thảo. Người. Con mồi tới kìa. Vài nồi ông bịt vào mồm xong kêu nó ngửi. Ông phải bịt vào mũi chứ. Không các bạn ạ, à, chắc là đây là gọi là, nó gọi là đẳng cấp của thám tử đấy, bịt vào mồm nhưng mà kẻ địch vẫn ngửi được ấy. Đẳng cấp. Động vật thời nay phần 10. Bây giờ tao sẽ đổi giờ ăn để con sen nấu cơm sớm. À mà cái sổ đỏ nó đâu rồi nhỉ? Cơm này sen ơi. Sổ đỏ đâu rồi? Cơm này, đói lắm rồi. Bực hết cả mình rồi, cơm rồi không biết đi đâu nữa, tao không thèm ăn nữa, tao bỏ luôn cơm. Dỗi. Động vật thời nay phần 10. Bây giờ này từ bao giờ ông Hà Tiến Trường này ông hiểu được tiếng động vật để mà ông lồng tiếng động vật đâu vậy, đúng là đẳng cấp các bạn ạ, người thường không làm được này đâu. Thần rừng ơi, xin cô hãy trả Nobita lại cho chúng tôi đây. Không đúng, khó khăn lắm tôi mới có được người bạn này. Nhưng nếu như cô làm vậy thì sẽ không có ích lợi gì cho Nobita hết đó. Tập này là Nobita bỏ nhà đi xong rồi là biến môi trường thành bạn của mình này. Bốn chúng tôi đều là những người bạn tốt nhất của Nobita. Bởi vì sợ cậu ấy xảy ra chuyện nên mới tới đây để tìm cậu ấy về. Nói dối. Các người chỉ biết ăn hiếp Nobita của ta mà thôi. Không đúng, đã là trẻ con thì lúc nào mà chẳng cãi nhau. Nhưng tất cả chúng tôi đều là bạn tốt của Nobita, đều quan tâm lo lắng cho cậu ấy mà. Đúng đó, cậu ấy nói rất đúng. Cảm ơn vì ai đó đã mang đến em tiếng cười vui. Điều mà em luôn yêu từ khi chúng tôi xa rời. Được nhìn em hạnh phúc là lý do khiến tôi muốn tồn tại. Coi thế luôn, xem lại Doraemon cảm động vãi nồi luôn đấy các bạn ạ. Dù nó chỉ là những câu chuyện trẻ con thôi nhưng mà có những cái tập nó kiểu nó bị cảm động về tình bạn đấy. À, thôi xem này mình nổi da gà mất. Bà rất
giật gió, mình cũng chót chót. Vui ghê, vui ghê, cũng sẽ đều về quê. trời tôi, mình đi chay phô. Bọn mình đua xe. Đây là bản gốc à? Lách giật sâu, mình cùng chôn chôn. Vui ghê, cùng mẹ đường về quê. À, vừa nãy là bản remix, còn bản này là bản gốc. Ôi ôi, đẳng cấp. Mày trả thù cho bà. Bà giới thiệu cháu gái cho. Ok, bà chỉ được cái nó phép. Để phép. Tuổi đấy. Mày là cao thủ muộn đó. Còn thằng cháu nào thì lôi nốt ra đây. Và mày cân cất. Về. Mày trả thù cho bà. Tôi mệt cái bà cháu nhà này. Những mẹo hay của dầu gió. Anh mất 30 năm tôi mới biết hết công dụng của dầu gió. Một, chỏ một vài giọt dầu gió vào khăn giấy, ép nó lại và nhét nó vào trong giày. Như vậy giày sẽ không thối nữa. Hai, thay vì dính keo 502, nhỏ vài giọt dầu gió vào chỗ bị dính keo. Xóa các ngón tay của bạn trong vòng 1 phút. Dầu gió tay của bạn sẽ được tách ra. Ba, nhỏ vài giọt dầu gió vào cái băng gạc, gắn vào cổ tay. Khi bạn đi tàu xe sẽ không sợ bị say xe nữa. Bốn, kẹo cao su vô tình dính vào quần áo, đổ dầu gió vào, kẹo cao su sẽ được lấy ra dễ dàng. 5. Giày của bạn có vết đen, giọt dầu gió vào, sau đó lấy khăn ướt và lau sạch. 6. Lấy một bát nước sạch, sau đó nhỏ vài giọt dầu gió, thêm nước tẩy bồn cầu, sau đó đổ xuống cống để làm sạch những bụi bẩn. Follow mình để biết thêm những mẹo hay khác, những mẹo hay của dầu hay gió. Hay quá, đôi tác dụng của dầu gió này nào thử đi. Lúc mời yêu làm gì cũng ngại. À đây là quảng cáo. Cháu gì ơi, cháu đánh rơi tai nghe này. Bạn nhận được chiếc tai nghe kỳ lạ. Cháu cứ giữ đi. Chú ơi. Mẹ ơi, cho con qua nhà bạn cùng lớp dự tiệc nha mẹ. Mẹ đã nói không được đi vào buổi tối rồi mà. Đi mà mẹ. Không được. Cho con qua nốt lần này thôi. Mẹ đã nói là không được mà. Có mẹ của Nhi ở đó nữa. Ừ, vậy đi được. Đi nhớ về sớm đó. Dạ. Nè cậu ơi, ở trong tai nghe nè, đó là cậu trong tương lai đó. Bản thân mình trong tương lai hả? Đúng vậy, tớ là cậu trong tương lai nè. Được rồi, bản thân mình trong tương lai. Cậu nói thử xem Nhi sẽ mặc gì trong buổi tiệc ngày hôm nay. Là một chiếc trầm ngắn lấp lánh lắm. Nhưng mà cậu đừng đến buổi tiệc nha. Để mình coi. Ê Nhi, cậu định mặc gì? Như vậy là bản thân trong tương lai đã cảnh báo là không nên đi buổi tiệc. Vậy là đi buổi tiệc sẽ gặp chuyện đấy, kiểu tai nạn này các thứ đúng không? Sợ hãi. Đây là tôi tìm được phần 2 rồi. Tôi tìm được phần 2. Đây chỉ là một trò đùa thôi. Mình tự gửi tin nhắn cho mình mà. Mình vẫn sẽ đi đến bữa tiệc đó. Con nhớ về sớm nha. Đi cẩn thận nha con. Sẽ không có gì xảy ra đâu mẹ. Sẽ có đó. Tạm biệt mẹ. Biết sao lại có không? Vì kịch bản đã bảo như thế. Hùng tin chi? Tất nhiên rồi. Trời ơi, cậu đừng có uống. Nghe mình đi mà. Của cậu nè. Đừng có uống, cậu ấy đã bỏ thuốc vào đó đấy. Cậu sẽ qua đời nếu không nghe lời mình. Tao đi vệ sinh một chút. Tao cảm thấy hơi nhức đầu một chút. Mày chiếm được cô ấy rồi đó. Đừng đến buổi tiệc mẹ. Ôi giời ơi, như vậy là sau đấy họ làm tịch. Sau đó thì họ làm gì thì làm đấy các bạn. Sau đấy họ làm gì thì làm đó. Hà đi xem phim khác tạp tiếp theo là. Ồ. À thằng ăn trộm. Ờ chào anh ạ. Anh mày là ai? Này em gặp anh em chào rồi. Anh cũng phải chào lại em nhé. Em cũng có danh dự của một thằng trộm chứ. Ờ chào mày. Mày dám đột nhập vào nhà tao à? Tao cho mày biết tay nhá. Ê khoan. Đúng là em là thằng trộm thật. Nhưng mày có thấy cái gì không? Em đang ăn. Ông bà ta dạy rồi, trời đánh tránh bữa ăn. Anh mà đánh em là anh làm trái lời ông bà dạy đấy. Để em ăn nốt bát cơm đã. Rồi, được rồi, mày ăn nhanh lên. Gà kho hơi mặn đấy. Gà đâu? Đâu. Thịt luộc không được giòn. Đó. Nhanh lên, đã đi ăn trộm còn ý kiến nữa. Ôi. Xong rồi,
Rồi mày theo ta lên phường. Quan quan, anh cho em xin cái tăm xỉa răng. Đây, rồi giờ lên phường ngay. Từ từ đã nào. Anh làm gì mà cứ sồn sồn hết cả lên ấy. Ăn xong căng ra bụng trùng ra mắt quá. Chắc em làm rắc anh hả? Này, tao không đùa với mày đâu nhá. Em có đùa với anh đâu. Thì em cũng có đùa anh. Ở đây đây đây, đừng đừng đừng. Em ngủ thật mà. Ngày cũng mệt mỏi. Làm rắc. Ô cái remote điều hòa đâu ấy nhỉ? À đây. Ô hay, mình có đang nhập nhầm thế giới không nhở? Chắc là có đấy anh ạ. Không không nhầm thế giới thì anh nhầm server rồi ấy. Rồi tiếp theo nào. Em trai hư hỏng của ta. Người đến rồi à? Ta chờ ngày này lâu rồi. Xếp tấm mắc W cho em. Mạnh lắm. Mắc tường gió tế ông già mi à? Ngày này sẽ là ngày rỗ của ngươi. Kiếm bị mất lưỡi. Tiếp chiêu. Yes. Enemy double kill. Nhân vật trong game bị hôi mắt. Từ từ đã. Từ từ gì? Nạp thẻ lạc đầu chưa? Chưa. Chưa. Triple kill. Chưa lạc đầu. Hẹn. Meet Fortune. Em đến đây làm gì? Cho mượn súng này. Quadra kill. Thấy chưa? Em đã bảo sếp mắc W mà lại. Ôi dù các bạn đang làm gì cũng đừng chớp mắt. Chỉ trong vòng 20 giây đó là khả năng khiến tay của các bạn di chuyển mà không cần sẽ chạm vào nó. Đâu, đây 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 đây. Hãy nhìn vô tâm điểm của hình tròn này và cố gắng nhìn những chữ cái đang xuất hiện ở trong phần tâm đó. Chỉ trong vòng 20 giây tới thôi, các bạn sẽ thấy được bàn tay của bản thân di chuyển, thậm chí là tan chảy. Yên tâm là chúng ta cũng không cần phải học thuộc những cái chữ cái đang xuất hiện ở trên đây. Và có xuất hiện hiện tượng lạ thì cũng đừng sợ nha. Đây kiểu như là một dạng ảo giác mới thời hiện đại vậy đó. Các bạn chuẩn bị chưa? Và bây giờ hãy nhìn vào lòng bàn tay của các bạn để thấy được phép màu nhé. Và nếu như... Ôi, đi về! Nó trên lòng tay! Nó trên lòng! Ôi! 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 Cái bàn tay của tôi nó rung rung này! Ôi hết rồi. Tôi còn thấy màn hình nó chuyển động cơ. Các bạn có thấy không? Tôi thấy màn hình của tôi nó uốn éo rồi các bạn ạ. Oh my god. Được nha. Nhà em có gì đâu mà mấy anh bẻ khóa. Welcome baby. Không nhầm đâu em. Hai đứa ra chốt cửa mà em nó vào. Ok anh. Ờ thôi anh ơi. Tuần trước anh vừa nhảy mất con Vision, không biết có phải cô em lấy không nhỉ? Dạ em không biết, lần đầu em nhảy vào đây ạ. Thế em đi gì đến đây thế? Dạ em đi xe ạ. À thế à? Hai anh kia ngó hộ anh xem nó đi xe gì đấy. Ôi chuẩn con Vision luôn anh ơi. Dạ anh tha em, lần đầu em hành nghề ạ. Ôi anh cũng thế. Dạ anh cũng đi chôm ạ. À không em, anh lần đầu đi dạy võ. Anh mới lấy đai lên xong. Hai anh kia cũng đồng nghiệp của anh. Thế thôi hai thằng chăm sóc em nói nhá. Anh vào đá nốt bát cơm lát thay ca. Ờ thế là như nào ạ? Là như này này. Này thì lần đầu này. Anh ơi này. Ơ kìa này. Chôm chỉa này. Không làm mà đòi có ăn này. Giọng của anh này vui tình vãi thề, nghe giọng của anh đã thấy vui rồi. Này, kẻ thù cô. Gì chứ? Cậu làm tới nhiệm vụ. Hoàn thành 100 nhiệm vụ sẽ nhận được 100 triệu đô. Tớ làm tới nhiệm vụ 90 rồi. Cậu có biết in 10 nhiệm vụ cuối cực kỳ mạo hiểm không? Không sao đâu, tớ làm được hết. Ồ. Tát ai đó? Kiếm một người nào đó để tát hả? Ờ, tát đứa bạn thân dễ mà. Này Jessica, tớ nhờ cậu một chuyện được không? Được chứ. Cậu điên à? Tớ xin lỗi. Được lắm, cậu nên nhớ, cậu nợ tớ đó. Vậy cậu biết tin về Britain không? Không. Cậu ấy đẹp tới nhiệm vụ 95 rồi, sắp đến đích rồi đấy. Vậy là cậu ấy sắp phát cuộc thi này rồi sao? Đúng rồi, nhưng hiện tại trường ai cũng đẹp tới nhiệm vụ 90 rồi, không hiểu sao mà người đấu tranh dữ vậy. Đâm một người nào đó. Đâm. Mình làm điều này bằng cách nào? Hai gì? Hello Jessica. Cậu còn nhớ cậu đã nợ tớ gì không? Ôi đừng có bảo là cái đứa bạn Jessica nó ý của nó ấy là như này này. Vừa nãy bạn này bạn làm nhiệm vụ thứ 90 là tắt một cái bạn Jessica kia, và bạn Jessica này bây giờ muốn nhờ lại cái bạn này là bây giờ mày để cho tao đâm nha, chứ không phải là cái bạn nhân vật chính đâm đâu, mà nhân vật chính là đoạn tiếp theo sẽ bị đâm các bạn ạ. Khả năng là như thế, ý của mình nghĩ là như vậy. Hiểu vấn đề luôn.
À, được. Ai mà xem xong không cười không phải con người luôn đấy. Ờ kìa, sao lại nói thế? Ai mà xem xong không cười không phải con người luôn đấy. Chú ý để lề đường không được phép đậu xe để tránh bị phạt, xin quý khách vui lòng vác lên vai. Photo chìa khóa. Bơm vá điện thoại. Chú ý, cảm ơn bạn đã chú ý tới chú ý này. Việc chú ý của bạn sẽ được chú ý. Hảo. Đề nghị để xe ngoài cổng, để xe trong sân phải trả tiền. Lưu ý, để xe ngoài cổng sẽ mất cắp. Nhà vệ sinh. Kem, sữa chua, sữa đậu lành. Đau thần kinh tọa, thoái hóa cuộc sống. Bánh mì, thả cá lóng, thịt lướng, trà thóc. Sau này tôi nhận ra được thêm một điều các bạn ạ. Có lẽ tôi không phải là con của bố mẹ tôi, bởi vì tôi không phải là con người. Thôi, chắc có lẽ video reaction TikTok cùng nhau chúng ta sẽ dừng lại tại đây thôi nhờ các bạn nhờ. Nếu các bạn thích, đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký nha, để cùng xem các video TikTok tiếp theo cùng Hùng Kaiser Mét 2, à Hùng Akira. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn lại các bạn trong các video tiếp theo. Và xin chúc một ngày tốt lành. See you again, bye bye.